ơi. À, nó bị hư rồi đó, nó bị gãy rồi đó. Ừ, nó bị gãy rồi. Kìa lái xe không? Kìa lái xe chút rồi. Vô chơi không? Chơi đi. Bi đâu? Bi đâu rồi? À, anh Bi đâu? Anh Bi đâu? Anh Bi đâu? Ủa, không có giấy chứng nhận hả? Tắt hết rồi vậy. Bên này à.